Tiếp tục trong chuỗi thông tin y tế, theo như Cục Quản lý Khám và Chữa bệnh thuộc Bộ Y tế có cho biết, như là nhiều quốc gia trên thế giới thì Việt Nam của chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng rối loạn tâm thần có xu hướng ngày càng gia tăng. Và theo kết quả khảo sát vào năm 2022 của Cục Quản lý Khám và Chữa bệnh, cho thấy rằng có tới 61,3% bệnh viện huyện và trung tâm y tế, quận huyện đã tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú cho các người bệnh tâm thần. Nhưng mà chỉ có 9,1% cơ sở tuyến quận huyện tổ chức khám và chữa bệnh nội trú cho bệnh tâm thần. Điều này có thể thấy là một khoảng trống rất lớn về điều trị rối loạn tâm thần tại các tuyến quận và huyện. Hiện cả nước có khoảng 14 triệu người bị rối loạn tâm thần, nhưng chỉ có 143 nhà tâm lý lâm sàng và tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, dịch vụ tâm lý lâm sàng chưa phải là dịch vụ chính thức được bảo hiểm y tế chi trả. Các dịch vụ phục hồi chức năng tâm thần cũng rất hạn chế. Không có dịch vụ sức khỏe tâm thần chính thức cho người dân bị tác động của thiên tai, thảm họa, ví dụ như lũ lụt, hạn hán và dịch bệnh. Chuyên gia cảnh báo, hiện nay còn tồn tại những nhận thức sai lầm và sự kỳ thị của xã hội đối với người mắc bệnh rối loạn tâm thần, như đa số coi rối loạn tâm thần chỉ là tâm thần phân liệt mà không biết rằng rối loạn tâm thần có nhiều loại khác nhau như trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm thần do rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát hiện và điều trị bệnh.